trong vòng 28 ngày qua mình đạt được 546,21 đô. Có bao giờ các bạn đặt câu hỏi là tại sao trong vòng 10 năm trở lại đây đó có rất là nhiều người đổ xô đi làm YouTube và đi học rất là nhiều khóa học để có thể tạo cho mình một kênh YouTube thành công? Lý do chính đó là tiền, và rất nhiều tiền. Ngoài tiền ra thì bạn có thể là phát triển được nhiều cái nguồn thu nhập khác từ kênh YouTube và phát triển được cái thương hiệu cá nhân của mình, phát triển được cái công ty hay là cái doanh nghiệp của các bạn. Đó chính là cái lý do lớn hơn để khiến cho một người người ta chọn làm YouTuber. Vậy thì nếu như mà bạn bắt đầu từ con số 0 á, thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách phân tích một cái kênh YouTube như thế nào và cái cách mà bạn sẽ làm như thế nào để có thể kiếm được tiền. Ngoài ra, 1.000 lượt xem trên kênh YouTube được bao nhiêu tiền? Thì trong video trước mình có hướng dẫn cho các bạn là mình mở thẳng cái tài khoản của mình lên, và mình có nói là 1.000 lượt xem trên video ngắn á, thì các bạn được 0,01 đô đúng không? Còn 1.000 lượt xem trên cái video dài ở trên cái kênh này của mình nè, là mình được hồi đó là mình được 0,8 cho đến 1,3 đô. Còn bây giờ nó đã có cái sự thay đổi. Thay đổi như thế nào thì trong video này mình sẽ đi phân tích cho các bạn. Khi bạn làm YouTube á, thì bạn hãy coi YouTube nó như là một cái đài truyền hình nhỏ của riêng bạn. Thì bạn chính là người đạo diễn cái kênh truyền hình đó. Nếu như mà cái kênh truyền hình của bạn đó mà nhiều cái video hay, nhiều cái lượng khán giả người ta xem, thì kênh truyền hình của các bạn rất thành công, thì kênh YouTube của bạn mới phát triển được. Còn nếu như mà bạn không có đặt tâm huyết vào trong cái kênh của bạn, bạn cũng không biết phân tích, thì bạn rất là khó phát triển kênh của mình. Cũng giống như đi kinh doanh thì người ta phải biết cách bán hàng, biết cách gọi điện thoại tư vấn cho khách hàng. Thì ở đây khi mà bạn làm YouTube ấy, thì bạn cũng sẽ biết cách phân tích cái kênh của mình, phân tích cái lượng khán giả của mình như thế nào, họ bao nhiêu tuổi, họ muốn xem những cái nội dung gì, và những nội dung họ thường hay xem là gì. Thì bạn cần phải biết cách phân tích như vậy. Mình sẽ cần tải cái app YouTube Studio về. Các bạn làm YouTube các bạn hãy tải cái app này về các bạn ha. Và khi mà các bạn tải app xong đó thì các bạn hãy vào trong cái YouTube Studio. Mình sẽ show luôn cái kênh YouTube của mình ra. Cái kênh này mình làm được vài tháng, và cái kênh này mình mong muốn là mang lại những cái kiến thức giá trị giúp cho mọi người, ai cũng có thể kiếm được tiền từ YouTube, từ Facebook, từ TikTok, hay là kiếm tiền online ở trên mạng ngay tại chính nhà của bạn. Theo như số liệu thì trong vòng 28 ngày qua mình có 231.279 lượt xem đúng không? Con số này là cao hơn so với lại bình thường. Nhưng mà cái điều bạn cần quan tâm đó là nội dung hàng đầu ở trên cái kênh này của mình. Mình sẽ kích vào trong này cho các bạn thấy. Trong vòng 90 ngày qua thì nội dung hàng đầu nhiều người xem nhất đó chính là cái nội dung về 1.000 lượt xem được bao nhiêu tiền. Và cái số 2 là cách kiếm tiền từ video ở trên TikTok này, cách kiếm tiền từ YouTube này, cách kiếm tiền từ YouTube với lại TikTok. Có nghĩa là những nội dung có cái từ khóa về kiếm tiền TikTok, kiếm tiền YouTube, thì cái từ khóa keyword ở đây đó chính là từ kiếm tiền. Mình sẽ làm những cái video xoay quanh cái từ kiếm tiền. Cũng giống như là khi mà bạn có một cái kênh YouTube thì sẽ có những cái video nó không có nhiều người xem, nhưng sẽ có những video có rất nhiều người xem. Thì bạn cần phải biết phân tích cái từ khóa trên cái video đó của bạn, bạn đang làm về cái thể loại gì, và bạn tiếp tục tạo ra cho mình thêm những cái video mới nữa. Các bạn hình dung không? Ví dụ như là mình biết là 1.000 lượt xem được bao nhiêu tiền, đang rất là nhiều người xem, thì mình hiện tại bây giờ mình đang làm ra một cái video giống với lại cái nội dung của cái video kia, nhưng mà nó có những cái cập nhật mới và có những cái phân tích mới hơn, giúp cho người xem, người ta xem được một cái, người ta thỏa mãn hơn, có thêm nhiều thông tin, nhiều kiến thức hơn. Các bạn qua cái phần số 2 đó là phần nội dung. Thì trên phần nội dung này đó, các bạn sẽ xem cho mình ở đây này, là trong cái mục video là mình được 202.000 lượt xem. Còn trên cái mục mà video ngắn á, thì mình chỉ được 28,3.000 lượt xem thôi. Bởi vì kênh này của mình là tập trung vào video dài các bạn ha. Và xuống phần phía dưới này, các bạn sẽ chú ý cho mình là cách người xem tìm thấy bạn. Cái này quan trọng nha các bạn. Có nghĩa là video của bạn đăng lên thì tại sao khán giả biết đến video của bạn, và tại sao người ta lại không biết đến? Người ta biết đến là bởi vì 30,9% số lượng người tìm đến video của mình đó là tìm kiếm trên YouTube. Tức là người ta sẽ tìm cái từ khóa là 1.000 lượt xem thì được bao nhiêu tiền. Người ta tìm cái từ đó và người ta thấy cái video của mình, người ta kích vào, thì đó là tìm kiếm trên YouTube. Vậy thì nếu như mà bạn làm video đó, bạn không sell, có nghĩa là nâng cái thứ hạng tìm kiếm ở trên YouTube lên để khiến cho người ta tìm những cái từ khóa thì ra video của mình,
Nếu bạn không làm cái đó thì các bạn sẽ không có được những cái lượt xem tự nhiên. Đó là cái rất quan trọng cho các bạn, nó chiếm đến 30,9. Và cái số 2 là các tính năng duyệt xem này, video đề xuất này. Thì để có được những cái tính năng mà duyệt xem đó hay là video bạn đề xuất đó, bạn cần phải đáp ứng được những cái tiêu chí về SEO, tức là SEO. Thì khi mà video của bạn á đầy đủ những cái chỉ tiêu như vậy thì bạn sẽ được đề xuất lên nhiều người xem hơn. Mình lấy ví dụ như là khi mà một người người ta coi một cái kênh khác cùng với chủ đề của bạn thì video của bạn sẽ dễ dàng được đề xuất hơn. Các bạn hình dung cái điều này không? Tiếp đến là các bạn hãy qua cho mình cái mục là đối tượng người xem. Trong cái mục đối tượng người xem này đó, các bạn sẽ thấy là người xem cũ của mình là 15,9 ngàn, trong khi người xem mới của mình á là số người xem riêng biệt là 141 ngàn người xem, là những cái người xem lạ. Thì bạn thấy là cái biểu đồ người xem mới nó cao hơn hẳn với lại người xem cũ. Vậy cho nên á, một cái kênh của bạn khi mà tạo ra, bạn cần phải biết cách SEO cái từ khóa và tạo ra những cái trend, những cái drama đang xảy ra trong hiện tại, các bạn bình luận về nó để các bạn thu hút những cái lượt xem mới. Nếu như mà cái lượt xem mới nó không nhiều á, mà bạn chỉ quanh quẩn những lượt xem cũ thôi, thì như vậy nó cũng sẽ rất là khó lên. Cho nên hãy biết cách bắt trend. Như mình nói là biết cách bắt trend là những cái trend đang tin tức xảy ra trong cuộc sống hàng ngày đó. Rồi, xuống phía dưới thì cái này lại đặc biệt quan trọng nữa là thời điểm khán giả xem video của bạn. Thì mình đã trải nghiệm về những cái thời điểm mình đăng, có video đăng lúc 10 giờ, có đi video đăng lúc 8 giờ. Thì dường như là 8 giờ tối thì sẽ có nhiều người người ta xem video hơn. Như các bạn thấy ở trên hình này, thì trong vòng 28 ngày qua, các bạn thấy là từ 0 giờ cho đến 6 giờ sáng là dường như là không có ai xem video luôn. Và từ 7 giờ tối cho đến gần 12 giờ, cho đến tầm 11 giờ đêm á, thì rất là nhiều người người ta xem video trên YouTube. Và trong ngày Chủ nhật thì các bạn thấy là người ta sẽ xem từ lúc 8 giờ sáng cho đến 23 giờ, tức là 11 giờ đêm. 8 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm là vào trong ngày Chủ nhật, thì người ta có nhiều cái thời gian để người ta học hỏi, người ta xem nhiều hơn. Khi mà bạn biết được điều này thì bạn hãy làm video và đăng trong những cái khung giờ mà nhiều người xem các bạn nhé. Và quay trở lại bên ngoài, cái điều quan trọng thứ hai ở đây, hai cái yếu tố quan trọng, đó là độ tuổi và giới tính. Mình cần biết cái điều này để cho kênh của mình sẽ tập trung là phục vụ cho đối tượng khán giả nào. Mình lấy ví dụ như là kênh của mình, các bạn thấy là ở cái độ tuổi là từ 18 cho đến 24 được 26,4% này, 25 đến 34 được 43,1% này, và 35 đến 45 là được 20,8. Vậy thì từ cái độ tuổi 25 đến 34 là kênh của mình rất là nhiều. Và đó là cái độ tuổi người ta bắt đầu học xong đại học và đi làm. Và trong cái cuộc sống đi làm đó, họ muốn kiếm tiền, họ mới coi cái kênh kiếm tiền này, các bạn hình dung không? Thì trên cái kênh này, nếu như mà các bạn nói về những cái cách kiếm tiền này, nói về những cái cách tạo thu nhập, hay là nói về những cái marketing bán hàng á, là nó rất phù hợp. Thì bạn liên tục bạn hãy làm ra những chủ đề đấy. Và đặc biệt khi mà nhìn xuống cái phần giới tính á, 3/4, còn nữ là chiếm chỉ có 1/4 thôi các bạn. Vậy thì mình sẽ tập trung những cái chủ đề vào cho nam. Có thể là sắp tới mình làm những cái video mà mình chia sẻ như thế này nè, mình lồng một số những cái bạn nữ gợi cảm sexy vô một chút để thu hút mấy anh nam. Mình nói đùa vậy thôi. Nhưng mà các bạn nên như vậy các bạn ha. Và xuống phía dưới thì cái khu vực địa lý mà mình làm đó là toàn bộ là ở Việt Nam, bởi vì mình chia sẻ thì bằng tiếng Việt. Xuống phía dưới này các bạn tiếp tục là nội dung khán giả của bạn xem. Ở đây nó có hai phần cũng khá là quan trọng. Đó là các bạn sẽ biết được là khán giả của kênh mình sẽ coi những cái kênh nào khác. Cái điều này là quan trọng nha. Khi mà các bạn biết được một người khán giả của kênh bạn đang xem những kênh nào, thì bạn hoàn toàn có thể vào trong những cái kênh đó bạn tham khảo. Ví dụ như là những cái nội dung này nè, là khán giả của kênh mình xem rất nhiều. Đầu tiên là Ở Nhà Một Mình của Khoa Bất nè, hay là Bây Giờ Ăn Cắp Video Để Kiếm Tiền YouTube Rất Nhiều nè, của Trần Sĩ Tâm Official nè, hay là Hướng Dẫn Cách Làm Tiếp Thị Liên Kết của Duy Trần nè. Tức là những cái video này, khán giả bên mình họ thường xem những cái video tương tự ở trên những cái kênh này. Rồi, ra bên ngoài á, là những cái kênh phổ biến mà khán giả của mình hay follow, hay xem, đó là kênh Diệu Nguyễn nè, Duy Trần nè, Trần Sĩ Tâm nè, Thế Tâm nè, rồi Mèo Thần Tài nè, May Asha nè, rồi Duy Marketing này, Hải Kiếm Tiền Online này,
Đó, có những cái kênh này thì bạn có thể khi mà bạn làm một cái kênh YouTube đó, bạn sẽ vào đây bạn phân tích và bạn sẽ chọn những cái kênh phổ biến này, những cái dạng nội dung phổ biến mà những cái kênh lớn khác người ta đang làm, và bạn có thể là học tập theo cái cách làm của họ và bạn SEO những cái từ khóa gần giống với lại cái từ khóa của họ. Thì như vậy á, nó sẽ có cái sự giao lưu ở đây, và khi đó khi mà người ta coi xong một cái video bên kia thì người ta sẽ coi luôn cái video bên bạn, và YouTube người ta có chế độ tự động đề xuất những cái video có cái tính tương tự như vậy các bạn ha. Rồi, và tiếp đến là cái quan trọng bậc nhất và cái điều mà các bạn đang quan tâm, đó là cái phần doanh thu. Mình sẽ kích vào trong này luôn để mình phân tích cho các bạn thấy. Trong vòng 90 ngày qua, là trong vòng 3 tháng qua đó, khi mà mình bắt đầu được bật kiếm tiền, thì từ ngày 14 tháng 2 cho đến đầu tháng 3, kênh của mình có cái tốc độ tăng trưởng cũng khá là tốt. Và có một cái video mà trong ngày, trong tháng 3 đó, nó vụt lên là tới hơn 40 đô một chút, và nó chĩa thẳng lên. Nhưng mà trừ ngày hôm đó ra thì cái biểu đồ của mình các bạn thấy là nó đang tăng trưởng dần. Chỉ có từ cái đầu tháng 5 cho đến giữa tháng 5 này là mình ít ra video, và video dường như là nó từ từ nó giảm dần. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy từ từ nó sẽ đi lên khi mà mình làm video. Vậy thì nếu mà phân tích ra đó, thì trong vòng 90 ngày từ khi mình được bật kiếm tiền tới bây giờ thì cái doanh thu của mình là 1.170 đô, khoảng 26-27 triệu, đó kiểu tầm như vậy. Và càng ngày nó càng phát triển. Vậy thì á, mình ra ngoài này mình phân tích cho các bạn thấy nè. Doanh thu qua từng tháng, ở tháng 2 chỉ có 70 thôi, nhưng mà tháng 3 là mình được 254, đến tháng 4 thì nó lại gấp đôi cái tháng 3 là 579 đô, và đến tháng 5 thì nó lại đạt được là tới hiện tại là chưa hết khoảng nửa tháng rồi thì mình được 265. Vậy thì á, cái biểu đồ này nó đang là cái biểu đồ tăng trưởng các bạn. Nó có thể đạt đến 1.000 đô vào tháng tới, tháng 6, và có thể đạt đến 1.200 đô vào tháng tới nữa. Nếu như mà mình tiếp tục mình làm video đều đặn thì nó có thể là lên được 2.000 đô, 3.000 đô, 4.000 đô, 5.000 đô một tháng. Có thể đạt cái mức doanh thu là 100 triệu một tháng trong vòng năm nay, nếu như mà mình liên tục mình làm theo cái tiến độ như trước đây mình vẫn làm các bạn ha. Và đây là một con số theo các bạn là nó có thấp không? Theo mình đánh giá là nó không phải giúp cho bạn quá giàu, nhưng nó sẽ giúp cho bạn có được những cái chi phí để bạn tiếp tục bạn duy trì cái thương hiệu cá nhân của mình, hoặc là có những cái chi phí trong cuộc sống các bạn có thể trang trải được. Nếu như bạn đã có gia đình thì các bạn có hoàn toàn có thể có đủ cái chi phí trang trải. Còn nếu như các bạn muốn làm giàu á, thì kênh YouTube muốn làm giàu thì các bạn sẽ phải làm những cái nguồn thu nhập khác. Giống như mình, khi mà mọi người vào trong kênh YouTube của mình, họ xem video nhưng mà họ lại đặt mình những cái dịch vụ về marketing cho doanh nghiệp, những cái dự án nó lớn hơn, mình có thể kiếm được cái doanh số nó cao hơn, từ vài trăm cho đến vài tỷ đồng ở trong cái những cái dự án của mình. Thì đó là những cái mà kết quả mình nhận được khi mà mình xây dựng video trên YouTube hay là trên TikTok hay là trên Facebook. Còn những cái tiền mà gọi là những cái tiền này á, thì anh em thường nói vui với nhau là tiền từ view á, là mình để đi nhậu. Còn tiền mà kiếm được thêm đồng nào đó để chi trả cho cuộc sống thôi các bạn, chứ nó không phải là giúp cho mình làm giàu. Nhưng mà cái giàu nhất đó chính là cái giàu về giá trị. Khi mà bạn liên tục bạn làm video, bạn cho đi, bạn cho mọi người xem những cái thước phim hay, bạn đầu tư hết những cái công sức vào trong cái video của bạn, thậm chí là bạn có thể là bỏ tiền ra lỗ luôn nhưng mà bạn vẫn làm, là bởi vì bạn mong muốn mang lại cái giá trị tốt đẹp cho xã hội, cho người khác. Và mình cũng là một trong những người mà mình rất muốn là đầu tư vào những cái video phim của mình, hay là đầu tư vào trong những cái video chia sẻ như thế này để giúp cho các bạn có thể biết cách để các bạn làm. Rồi, xuống phía dưới này thì 1.000 lượt xem của mình á được bao nhiêu, thì bây giờ mình vô đây mình chia sẻ cho các bạn thấy nè. Hiệu suất nội dung trong vòng 28 ngày qua mình đạt được 546,21 đô. Và với cái con số này thì mình đã đạt được là 2,82 đô cho 1.000 lượt xem. Quá kinh khủng luôn các bạn. Hồi trước á, là chỉ có 0,8 cho đến 1,3 đô thôi, nhưng mà bây giờ lên tới 2,82 đô rồi, gần như là gấp 3 lần cái đợt trước mà mình kỳ vọng luôn. Thì như vậy đó, 1.000 lượt xem mà các bạn được đâu đó 3 đô đi, mình lấy ví dụ 1.000 lượt xem mà các bạn cố gắng được 3 đô, thì 1 triệu lượt xem là các bạn được 3.000 đô.
Ôi trời ơi, ở đây mới có 193.000 lượt xem thôi. Nếu như mà nó lên 1 triệu lượt xem ấy, là nó nhân lên 5 lần, 525, nó gần được 3.000 đô luôn đó các bạn. Là tính tất cả là 3.000 đô là hơn 60 triệu đó, gần 70 triệu đồng đó các bạn. Nó rất là rất là ok đúng không? Thì như vậy mình sẽ cố gắng mình đạt được. Và các bạn cũng hãy cố gắng bắt tay vô làm những video đầu tiên. Bởi vì á, tại sao cái con số này nó lại tăng? Hồi trước nó có 0,8 đến 1 đô, 1,3 đô thôi. Nhưng bây giờ nó tăng lên gần 3 đô là bởi vì á, bình thường làm những video từ 8 phút cho đến 15 phút. Các bạn chú ý nha, 8 phút cho đến 15 phút. Thì trên cái video mà nó hơi dài một chút, bạn có khả năng là đặt nhiều cái quảng cáo trong cái video của bạn. Và khi mà khán giả xem đó thì ban đầu mới vô có quảng cáo, giữa video có quảng cáo, cuối video có quảng cáo. Thì khi mà video của bạn làm giá trị đó, thì người xem người ta hoàn toàn có thể là coi cái quảng cáo một cách bình thường để ủng hộ kênh của bạn. Bởi vì bạn làm bạn cũng tốn công sức, bạn cũng tốn cái thời gian. Và người xem nào mà người ta tử tế, người ta sẽ hiểu được cái giá trị mà các bạn tạo ra. Thì bạn cũng hãy trân trọng người xem bằng cái cách là bạn hãy tạo ra cái video nó giá trị hơn. Thì đó là cái mà mình chia sẻ với các bạn. Bạn hãy làm đi, nó có nhiều cách để giúp cho bạn có thể kiếm được tiền lắm. Và như mình chia sẻ lúc nãy đó, thì ngoài tiền từ view, bạn có thể kiếm được thêm nhiều cái thu nhập khác nhau. Và như ở dưới này nè các bạn có thấy khoản tiền nhà quảng cáo chi trả cho 1.000 lượt xem nó rất là cao không? Tức là bây giờ để có được cái 1.000 lượt xem, ví dụ như là mình đang đi bán hàng đi, mình đang đi kinh doanh, mình buôn bán, mình muốn chạy quảng cáo trên YouTube để mình giới thiệu cái sản phẩm của mình, thì để có được 1.000 lượt xem, mình phải trả 4,28 đô. Nó là gần 100.000 đồng cho 1.000 lượt xem các bạn. Nó kinh khủng khiếp quá. Thì nếu như mà mình muốn chạy quảng cáo đến 1 triệu lượt xem á, mình tốn khoảng bao nhiêu các bạn? Tốn khoảng đâu đó là 4.000 đô. 4.000 đô là gần 100 triệu đồng cho 1 triệu lượt xem. Vậy thì nếu như mà bạn có khả năng làm ra được một cái video quảng cáo giới thiệu sản phẩm mà được 1 triệu lượt xem á, bạn đã tiết kiệm được cho mình gần 100 triệu rồi. Bạn hình dung cái ý của mình nói không? Khi mà bạn hiểu được cái giá trị của cái lượt xem á, thì lúc đó bạn mới biết chính xác là mình kiếm được bao nhiêu tiền. Cái tiền đầu tiên là bạn mong muốn kiếm tiền từ view. Nhưng mà bọn mình đi kinh doanh thì cái điều mà mình mong muốn hơn đó chính là cái tiền mà lợi nhuận á, từ cái việc mà mình tiết kiệm được, từ cái việc phải chi cho quảng cáo. Khi mà mình muốn giới thiệu một sản phẩm, khi mà mình muốn quảng cáo một cái sự kiện, một cái khóa học, thì bình thường mình phải chạy quảng cáo. Nhưng bây giờ nhờ những cái lượt xem tự nhiên, mình ít phải quảng cáo hơn. Vậy là mình đã lời được rất là nhiều rồi. Ngoài ra mình còn kinh doanh được cái sản phẩm mình trên đấy, mình còn làm được tiếp thị liên kết ở trên đấy, mình còn có nhiều cái người đối tác là doanh nghiệp, người ta booking mình quảng cáo cho những cái sản phẩm dịch vụ của họ, thì các bạn thấy nó rất là lợi. Ở đây mình chia sẻ hết với các bạn cách làm luôn, để giúp cho bạn có một cái niềm tin, có một cái hướng để các bạn có thể tập trung các bạn làm. Đương nhiên là làm ra những video YouTube không hề dễ, không hề dễ dàng. Mình cũng đã thử nghiệm và thất bại rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà sau này á, mình bắt đầu mình làm từ từ, mình quyết tâm mình làm lại theo một cái cách mới, thì dường như á, là mình đã làm được. Và những cái cách đó mình đã chia sẻ hết với bạn. Nếu như mà các bạn cũng muốn học thực sự á, thì các bạn có thể học thông qua cái bộ video của mình ở phía dưới đường link là bí mật video ngắn. Mình hướng dẫn cho bạn hết toàn bộ những cái cách mà các bạn làm một cái video như thế nào, sell từ khóa như thế nào, hay là trên YouTube thì các bạn làm sao, trên TikTok các bạn làm sao. Hay là các bạn muốn học trực tiếp với mình á, thì vào ngày 31 tháng 5 trong năm 2023 nha, thì mình có tổ chức một cái chương trình một ngày để giúp cho các bạn có thể gặp gỡ trực tiếp, và mình cầm tay chỉ việc cho các bạn làm. Và cái chương trình này á, thì mình muốn làm tổ chức để mọi người gặp gỡ nhau. Sau khoảng gần một năm mình chưa có tổ chức một cái buổi offline nào, thì đây là cơ hội để anh em gặp nhau. Và nếu như mà các bạn thấy video này mình chia sẻ hay giá trị, các bạn có thể nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh, và nhấn vào nút chuông để theo dõi những cái video tiếp theo. Cũng có thể là donate cho mình ở phía dưới một thank you, một vài đô, nếu như bạn cảm thấy đây là video mang lại giá trị cho bạn. Và hãy đặt những cái câu hỏi và những cái vấn đề mà các bạn đang thắc mắc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.